Chào các bạn, xem tử vi tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, Nam Mạng, năm 2021 này. Về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc không? Và ở trong cái video hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là tử vi năm 2021 tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, Nam Mạng. Các bạn hãy theo dõi để biết cụ thể tử vi năm 2021 của tuổi Tân Dậu, Nam Mạng trong video này. Chúng ta biết rằng là người sinh năm 1981, Nam Mạng, đây là tuổi Tân Dậu, tức là tuổi con gà, thường gọi là long tàn chi khê, tức là gà ở trong lồng. Mệnh mộc thạch lưu mộc, nghĩa là gỗ cây lưu. Mệnh thạch lưu mộc gặp năm 2021 là mệnh bích thượng thổ, mộc khắc thổ là không tốt. Địa chi Dậu gặp Sửu, tam hợp là tốt. Thiên can là Tân gặp Tân, tương hợp cũng là tốt. Sao chiếu mệnh là sao Thái Dương. Vận hạn là hạn toán tận. Vận niên là kê giáp viên. Thái tuế năm 2021 thì không phạm thái tuế. Tam tai năm 2021 là phạm tam tai năm thứ ba. Tuổi kim lâu năm 2021 thì không phạm kim lâu. Hạn hoang ốc năm 2021 thì phạm hoang ốc, ngũ thọ tử. Về sao chiếu mệnh trong năm 2021 của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, Nam Mạng, thì sao Thái Dương là sao chiếu mệnh trong năm 2021 này. Sao Thái Dương thuộc hệ thống cửu diệu và đó là một cát tinh chủ về phú quý. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương chính là mặt trời thuộc hành hỏa, là đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này, nhờ vượng khí cát lợi khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Những tác động khi sao Thái Dương chiếu mệnh sẽ mang đến cho chúng ta là làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc là buôn bán, nhiều doanh nhân có thể tạo dựng nên thương hiệu nổi tiếng, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp. Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng uy tín, tên tuổi hiển hách lấy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, là hai tháng đại cát nhất. Đối với thế hệ trẻ gặp năm hạn này, học hành thông minh, sáng suốt, thường có thành tích học tập tốt, thi cử đỗ đạt cao. Vì bản chất là ánh sáng nên cách làm cần quang minh, đường đường chính chính mới gặp cát lợi. Nếu như làm ăn mờ ám thì tình hình ngược lại, giống như sao Thái Bạch là hung thần, hao tổn của cải. Nhiều quan điểm cho rằng sao Thái Dương chỉ hợp với nam giới, không hợp với nữ giới. Tuy nhiên thì với cái bản chất là vượng tinh thì nam giới đắc lợi hơn, nữ giới cũng gặp may mắn, tuy nhiên là không bằng nam giới. Về vận hạn năm 2021 của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, Nam Mạng, thì chúng ta cần chú ý rằng năm nay là hạn toán tận, chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài ngộ chúng. Khi đi đường nếu mang theo nhiều tiền bạc, trang sức đắt giá dễ gặp cướp, có thể dẫn tới vong mạng. Nếu khai thác lâm sản hoặc là hùn hạp thì sẽ gặp tai nạn, vậy là cũng không nên. Và muốn tìm hiểu cái hạn toán tận tốt hay là xấu ra sao thì chúng ta không thể bỏ qua một cái câu thơ diễn nghĩa về hạn toán tận như sau. Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy là cái hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới. Những tai nạn xảy ra thường là cái dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng, ứng phó. Nếu những cái người mà phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm tính mạng. Theo tử vi phong thủy thì những cái dạng tai nạn đột ngột này có thể kể đến như là tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, tai nạn lao động, máy móc, thương tích do ẩu đả hay là bệnh huyết áp cao, tai biến đột quỵ, vân vân. Theo những cái tài liệu rất đáng tin cậy về cái hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau. Hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, có thể bị cảm mạo, trúng gió, bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ như là tai nạn giao thông, lao động hoặc là ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại. Và căn cứ vào tính chất của hạn này thì ta có thể là đánh giá hạn này là một cái hạn lớn, thiệt hại nặng về tài sản, tiền bạc, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra, so với cái hạn khác thường chỉ hao tốn tiền hoặc là có hạn chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi. Và với những người trong
trong năm gặp hạn toán thận thì cần thực hiện theo những cái điều sau đây. Thứ nhất là tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc của cải khi đi đường, dù cho là đi làm ăn, đi chơi, đi du lịch hay là bất cứ đâu. Như vậy là không những tránh được cái hạn cướp bóc, giảm hao tài mà còn không bị nguy hiểm tới sức khỏe cũng như là tính mạng của mình và mọi người trong gia đình. Và thứ hai là trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những cái việc mà liên quan đến lâm sản, tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn, kéo sẽ bị tai nạn, cũng sẽ bị tiêu hao tiền bạc, sức khỏe. Và thứ ba là luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc, vì năm nay sẽ có cái tai nạn ập đến bất ngờ, không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào. Thứ tư là không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các cái công việc liên quan đến máy móc nguy hiểm. Nếu công việc của các bạn thuộc lĩnh vực nguy hiểm thì cần đề phòng tai nạn lao động, nên sử dụng bảo hộ lao động và cẩn thận khi tham gia giao thông. Và thứ năm là hạn chế đến những cái nơi rừng thiêng nước độc, cũng là một cách là giải hạn toán thận, hạn chế ra khỏi nhà lúc mưa nắng thất thường, đề phòng bị cảm mạo hay bệnh tật trúng gió. Và ngoài những cái cách giải hạn toán thận kể trên thì những người gặp hạn này nên tu nhân tích đức, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện, nếu có điều kiện thì nên ủng hộ, quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, siêng năng chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa, lễ thần Phật, cầu bình an, khỏe mạnh. Vì trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng, mạnh mẽ. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở, độ trì, bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Đây cũng là cái cách giải hạn toán tận rất được chú trọng. Và cái vấn đề thứ tư mà chúng ta cũng cần biết đến, đấy là cái vận niên năm 2021 của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 Nam Hạ. Vận niên năm 2021 của tuổi Tân Dậu đấy là kê giáp viên, là cái hình tượng gà được thả vào trong vườn. Điều này báo hiệu một cái năm thành công và no đủ với bản mệnh. Trong năm gặp vận niên này, bản mệnh có tài lộc hoạch phát, được người khác cho biếu tặng tiền bạc tài sản. Công việc làm ăn tấn tới, kinh doanh buôn bán đắt hàng, xin việc mới hoặc là xuất hành đi xa đều có lợi. Trong năm này, sức khỏe của bản mệnh khá tốt, tuy nhiên thì bạn cần tránh di chuyển đường sông nước, cầu phà. Trong năm gặp vận niên kê giáp viên, bản mệnh cần lưu ý cái hạn chế cho người khác vay mượn tiền bạc, bởi cho vay nợ sẽ rất khó đòi lại được. Trong năm này thì bản mệnh nên làm phúc, giúp đỡ cho người khác nhiều hơn. Và về đường tình duyên thì trong năm bản mệnh nên chân thành, chung thủy với bạn đời, kẻo mắc mưu kẻ xấu, gặp khẩu thiệt nho nhỏ. Ngoài ra thì trong năm này dễ có bạn khác giới đang muốn lợi dụng bạn. Và vấn đề thứ năm thì chúng ta cũng cần biết rằng là tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 Nam Hạ, trong năm 2021 thì có phạm phải cái hạn thái tuế hay không? Thì theo tử vi thì trong năm 2021 thì có 5 con giáp tuổi Sửu, Mùi, Thìn, Ngọ, Tuất sẽ phạm thái tuế. Như vậy là trong năm 2021 thì tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 Nam Mạng không phạm hạn thái tuế. Vậy thì tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 Nam Mạng trong năm 2021 này có phạm phải cái hạn tam tai hay không? Thì chúng ta biết rằng là cái hạn tam tai chính là cái hạn của 3 năm liên tiếp đến với một tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai có nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy là cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Như bản mệnh tuổi Thân, Tí, Thìn thì gặp hạn tam tai vào năm Dần, Mão, Thìn. Bản mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất thì gặp hạn tam tai vào năm Thân, Dậu, Tuất. Còn bản mệnh là tuổi Tỵ, Dậu, Sửu sẽ gặp hạn tam tai vào năm Hợi, Tí, Sửu. Còn bản mệnh mà tuổi Hợi, Mão, Mùi sẽ gặp hạn tam tai vào năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Như vậy bản mệnh tuổi Tân Dậu theo quan niệm dân gian cần tránh các cái năm tam tai là Giáp Tý, Ất Sửu, Ất Hợi, Bính Tý, Đinh Sửu, Đinh Hợi, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Kỷ Hợi, Canh Tý, Tân Sửu, Tân Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Quý Hợi. Và như vậy là trong năm 2021 tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 Nam Mạng sẽ phạm hạn tam tai năm thứ 3.
Đấy, chúng ta lưu ý là như thế. Vậy thì tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 Nam Mạng trong năm 2021 này có phạm tuổi Kim Lâu hay không? Thì tuổi Kim Lâu là một cái khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ cái vận hạn nên tránh khi mà cưới hỏi và làm nhà. Hạn Kim Lâu thì có 4 dạng. Đó là Kim Lâu thân là Kim Lâu hại cho chính bản thân của mình. Thường hạn này là hạn Kim Lâu nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm Kim Lâu. Thứ hai là Kim Lâu thê, đây là cái hạn Kim Lâu có thể mang lại cái đại hạn cho người vợ. Và thứ ba là Kim Lâu tử, đây là cái hạn Kim Lâu có thể là mang lại cái đại hạn cho người con cái trong nhà. Và thứ tư đây là Kim Lâu lục xúc, thì đây là cái hạn Kim Lâu có thể là hại cho gia súc, và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn Kim Lâu này có thể là mang lại cái chuyện là tán gia bại sản, có nuôi vật nuôi. Và theo cái kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1, 3, 6, 8 Kim Lâu, tức là tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm Kim Lâu. Cụ thể dư 1 thì phạm Kim Lâu thân, dư 3 thì phạm Kim Lâu thê, dư 6 thì phạm Kim Lâu tử, dư 8 thì phạm Kim Lâu lục xúc. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm Kim Lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy là trong năm 2021, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 Nam Mạng là 41 tuổi không phạm tuổi Kim Lâu. Vậy thì chúng ta lại đặt ra một câu hỏi nữa rằng là tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 Nam Mạng trong năm 2021 có phạm hạn hoang ốc hay không? Hoang, chúng ta hiểu là hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một cái vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho cái công việc tiến hành hay gặp trắc trở khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó là có 3 cung tốt, 3 cung xấu và cụ thể như sau. Nhất cát là tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông thuận lợi. Nhì nghi cũng là tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có. Tam địa sát là xấu, tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật. Tứ tấn tài thì đây là tốt, làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới. Ngũ thọ tử thì là xấu, tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh biệt ly sinh tử. Và lục hoang ốc thì tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được. Theo quan niệm dân gian thì nếu vào các cái năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các cái hạn chú về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc là xây nhà trong cái năm đó. Và đúc kết theo cách tính dân gian thì đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc là địa sát. Và cái cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, thì chúng ta lấy chữ số hàng chục cộng chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp thứ nhất, dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Và như vậy là trong năm 2021 thì tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 Nam Mạng là 41 tuổi âm, phạm hạn tuổi hoang ốc, ngũ thọ tử. Và như vậy thì để tổng kết lại cái tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 Nam Mạng trong năm 2021 này, thứ nhất là về cái phương diện công việc ngoại giao thì năm nay bản mệnh được lộc ở đường ngoại giao, gặp được người tốt, quý nhân giúp đỡ nên kết giao được nhiều mối quan hệ, làm ăn tốt trong công việc, vì thế mà chuyện công danh được thuận lợi tốt đẹp. Còn về cái phương diện tài chính thì tiền bạc thu về dồi dào, hanh thông nhưng lại không giữ được, kiếm được nhiều tiền mà cũng chi nhiều tiền vào công việc gia đình và việc chữa bệnh. Còn về cái phương diện gia đạo thì về gia đạo trong năm nay tình cảm, gia đình, vợ chồng, bản mệnh không được tốt lắm, trong nhà thiếu đi cái không khí hòa thuận vui vẻ, bản mệnh cần chú ý có kẻ phá hoại tình cảm vợ chồng hay trong nhà có chuyện buồn đưa đến.
Về phương diện sức khỏe thì sức khỏe bản mệnh không tốt lắm, nên cẩn trọng, có bệnh đau ốm lâu khỏi, chú ý đi lại cẩn thận vì dễ gặp tai nạn xe cộ trong năm này. Về diễn biến từng tháng tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 nam ạ, trong năm 2021 này chúng ta cần chú ý như sau. Tháng 1, chú ý giữ gìn sức khỏe, công việc làm ăn đầu năm có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự thuận lợi, phát triển tốt đẹp. Sang tháng 2 thì công việc làm ăn bình hòa, không có biến động lớn, tuy nhiên chú ý trong gia đình có thành viên tuổi cao đau ốm. Sang tháng 3, tháng may mắn, bản mệnh nhận được lộc về tiền bạc từ người khác mang lại, tiền bạc dư giá, có bệnh cũng mau khỏi. Tháng 4, tháng này bản mệnh nhận được tin hỷ trong họ hàng gia đình, trong dòng họ, bản mệnh có tin vui về thêm thành viên mới. Và sang tháng 5 thì bắt tay sửa sang lại nhà cửa khang trang hơn, mua sắm hay là thay mới đồ vật trong gia đình. Sang tháng 6, nhờ được hưởng phúc phần của tổ tiên mang lại mà bản mệnh tháng này công việc làm ăn gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn trước. Đến tháng 7 thì tháng này bản mệnh có việc xuất hành đi xa, công việc gặp khá nhiều bất lợi, nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tránh gây rắc rối mang họ vào thân. Đến tháng 8 thì bản mệnh không nên đẩy mạnh đầu tư tiền bạc trong công việc, khi ra ngoài cần chú ý xe cộ, tiền tài và lời ăn tiếng nói. Đến tháng 9, tháng này bản mệnh nhận được lộc về đường ăn uống, ra ngoài được mời ăn ngon, ăn nhiều, trong công việc làm ăn có sự thuận lợi, phát triển mạnh vì có quý nhân đồng hành tương trợ. Và tháng 10, mọi việc đều tốt đẹp, hanh thông và thuận lợi, nhiều chuyện vui và may mắn ở mọi mặt cuộc sống sẽ đến với bạn trong tháng này. Và đến tháng 11 thì công việc làm ăn diễn biến không thuận lợi, việc làm ăn không tốt nên chú ý đi lại đường sông nước. Và đến tháng 12 là có sự tiêu pha nhiều tiền bạc của cải, sức khỏe không được tốt, chú ý tai nạn do dao kéo gây ra. Vâng, quý vị thân mến, như vậy là ở trong cái video này thì chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cái tổng quan tử vi của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 nam mạng trong năm 2021 này. Về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, giới hạn, sao chiếu mệnh, có phạm phải thái tuế, tam tai, kim lâu, hoang ốc hay không. Và mong rằng với cái thông tin mà chúng tôi đưa ra ở đây sẽ giúp cho quý vị tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 nam mạng trong năm 2021 này sẽ chủ động đón lành, tránh dữ. Chúc các bạn sẽ gặp được nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Và cũng xin được cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu như có bất kỳ băn khoăn thắc mắc hoặc là muốn tư vấn thêm thì các bạn có thể là để lại những lời bình luận bên dưới của video và chúng tôi sẽ phản hồi lại với quý anh chị và các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu như các bạn là những người mà lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.